Trà Tân Cương Thái Nguyên loại 1 sale duy nhất một ngày hôm nay, vừa bán vừa tặng vừa cho vừa biếu các bác, với giá là 199.000 trên 1kg miễn phí ship giao hàng. Và tặng các bác thêm một gói nhỏ 200g khi mà các bác mua từ 2kg trở lên ạ. Đây ạ, gói nhỏ 200g nhà em rất là xinh đúng không ạ? Các bác nhanh tay đặt hàng, để lại số điện thoại địa chỉ để bên em lên đơn trực tiếp cho các bác ạ. Và sale duy nhất một ngày hôm nay thôi, bác nào nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết nhá. Trà móc câu loại 1 ạ, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Và đây là nhà em, hôm nay nhà em sẽ review cái khâu đóng gói của gia đình nhà em. Các bác 1kg thì bên nhà em sẽ miễn phí ship giao hàng, 2kg thì sẽ tặng thêm các bác một gói nhỏ 200g. Và thường thường nhà em sẽ đóng bao bì màu vàng hoặc là màu xanh các bác nhá. Các bác thích màu vàng thì em sẽ đóng cho các bác màu vàng này, thích màu xanh thì em sẽ đóng cho các bác màu xanh. Thích 100g em đóng cho 100g, thích 200g thì em sẽ đóng cho 200g. Nên các bác nhanh tay đặt hàng, để lại số điện thoại và địa chỉ để bên em lên đơn trực tiếp cho các bác, rất là tiện đúng không ạ? Sale duy nhất một ngày hôm nay thôi. Trà móc câu Thái Nguyên loại 1, trà Tân Cương đặc sản của vùng đất Thái Nguyên quê em, chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi. Nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết, các bác cứ yên tâm về giá thành cũng như là về chất lượng, bởi vì nhà của nhà, hàng của nhà em là tự của nhà sản xuất ra, cho nên là không qua một khâu trung gian nào cả. Các bác cứ nhanh tay đặt hàng, để lại số điện thoại thì là sẽ lên đơn, bên nhà em sẽ lên đơn cho các bác.